nhà đã quay trở lại kênh của Lê Phúc. Thì hôm nay mình chia sẻ tới cả nhà một món, đó chính là món bánh rau mơ. Món bánh này thì cũng là đặc sản của miền Tây mình. Ở miền Tây mình thì hay gọi cái lá này là lá thúi địch nha cả nhà. Tên thì hơi xấu một chút nhưng mà ăn rất là ngon và rất là nhiều dinh dưỡng nữa. Cái món này thì những người ở quê ít nhất thì cũng phải ăn một lần. Thì bây giờ mình cùng chuẩn bị nguyên liệu để làm nha. Thì nguyên liệu ở đây mình có chuẩn bị là 100g bột gạo, 50g bột năng, 50g lá mơ, 200g nước cốt dừa, 50g đường, một ít muối và mè trắng. Thì mình sẽ làm bánh lá mơ này theo cách mới là mình tráng ở trên lá chuối. Thì mình cũng chuẩn bị một miếng lá chuối to như vậy. Bây giờ mình cùng bắt tay vào làm. Chuẩn bị làm thì mình sẽ cắt cái lá mơ này ra. Mình cắt nhỏ và đem đi xay nhuyễn để lấy nước. Khi đã cắt nhỏ, mình cho lá mơ vào trong một cái ca xay sinh tố. Mình để nước vô để xay. Khi lá mơ đã xay xong rồi, mình lược qua một cái rây. Lược xong rồi thì mình lường qua một cái ca, mình sẽ lường là 300ml nha. Được lá mơ xong rồi, mình cho bột gạo vô. Cho bột gạo và cho hết 50g bột năng vô luôn. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh đường nha. Mình sẽ không cho nhiều đường quá, tại vì một lát nữa mình còn ăn với nước cốt dừa. Cho thêm một chút xíu muối để dằn cho bánh được ngon hơn. Giờ mình khuấy tan ra. Mình đã khuấy cho bột tan hết rồi. Bây giờ mình để bột nghỉ trong vòng 10 phút. Trong thời gian mà mình để cho bột nghỉ á, thì mình chuẩn bị một cái khuôn để một lát mình tráng bánh. Thì mình sử dụng một cái nồi và một miếng lá chuối to vậy. Thì ở dưới mình cho một chút xíu nước nha. Để một lúc nữa mình tráng. Mình dùng cái nắp nồi nè, mình đậy lại. Và mình sử dụng là cái cọng dây chun á, mình cố định lại. Nếu như mà cả nhà không có thì mình có thể sử dụng bằng dây ni lông cũng được. Cố định xong rồi thì mình dùng một cái dao nè, mình rọc một đường nhỏ. Thì cả nhà lưu ý là mình nên gọc cái hàng chuối dọc như vậy nè. Để một lát nữa nóng quá thì lá chuối nó tét. Nó sẽ tét một hàng ngang chứ đừng có cắt ngang như vậy nha. Cắt ngang nó mà tét là nó tét hết qua đây luôn á. Bây giờ mình bật lên bếp để mà mình tráng bánh. Giờ nồi nước cũng đã sôi rồi. Mình cho lên để mà mình tráng. Cả nhà dùng một cái giá nè. Mình tráng vòng tròn. Bột khô khô như vậy thì mình đậy nắp lại. Tới khi nào bánh trong thì mình lấy bánh ra. Trong thời gian mà đợi bánh chín thì mình chuẩn bị một miếng lá chuối. Và thoa lên đây một ít dầu ăn để một lát nữa mình cho bánh ra thì sẽ không có bị dính nha. Bây giờ thì bánh cũng đã trong như vậy là bánh đã chín rồi nha. Thì mình sử dụng một cái dao dài như vậy hoặc là một cái đũa bếp. Mình cho vô mình lấy bánh ra. Này, bánh rất là đẹp luôn. Mình cho xuống dưới cái miếng lá chuối nè. Xong mình lại tráng thêm một cái tương tự như vậy nha. Cách này cũng không có khác gì là mình cho vào cái lá mít để mà mình hấp hết trơn á. Cũng ngon như nhau. Để nắp lại cái thứ hai. Cái thứ hai cũng đã trong như vậy rồi. Mình tiếp tục mình lấy bánh ra. Bánh có màu rất là đẹp luôn và lại thơm mùi lá mơ nữa. Khi lấy ra xong thì mình cũng cho bột vô mình làm tương tự tới khi nào mà hết cái chỗ bột này thì thôi nha. Và nếu như mà cả nhà ăn nhiều hơn thì mình có thể tăng giảm cái lượng bột tùy theo ý của mình. Mình đậy nắp lại. Bánh rất là thơm luôn cả nhà. Thì bây giờ mình để đây một chút nữa, mình thắng với nước cốt mình ăn. Bánh này làm từ lá mơ thì có rất là nhiều dinh dưỡng. Cả nhà nếu như mà không thích cái mùi lá mơ thì mình có thể làm bằng lá dứa hoặc là cái hương nào mình thích cũng được nha, không nhất thiết là phải lá mơ. Nhưng mà lá mơ thì là cái mùi đặc trưng của quê mình. Mình sẽ tráng tương tự tới khi nào hết bột nha.
Mình đã tráng tới cái cuối cùng mình này cả nhà. Làm cái này thì rất là nhanh luôn, chỉ tầm vài giây là mình có được một cái bánh ngon rồi. Mình để nắp lại. Bánh mình đã tráng xong hết rồi, thì với 150g bột thì mình tráng được bao nhiêu đây bánh nha. Thì bây giờ mình chuẩn bị đi thắng nước cốt để ăn bánh. Cho hết 200ml nước cốt dừa vào trong nồi. Và mình cũng cho vô đây luôn là 3 muỗng canh đường. Thì cả nhà ăn ngọt hơn, mình có thể cho nhiều đường hơn. Và cho vô một chút xíu muối để nước cốt có vị đậm đà. Và mình cũng cho vô một muỗng canh bột năng để tạo cái độ sánh cho nước cốt. Mọi người có thể sử dụng bột năng hoặc là bột gạo cũng được. Khuấy tan ra rồi bắt lên bếp. Bây giờ nước cốt đã sánh như vậy rồi, mình tắt bếp và cho vào thưởng thức nha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bánh lá mơ rồi nè. Rất là thơm ngon luôn và nước cốt lại béo ngậy nữa. Mình rắc thêm một ít mè rang để cho bánh mình được thơm và hấp dẫn hơn. Cả nhà không thích mè thì mình có thể sử dụng bằng đậu phộng cũng được nha. 150g bột thì mình làm ra đây thì khẩu phần là dành cho hai người ăn. Muốn ăn nhiều hơn thì mình có thể tăng số lượng lên. Bây giờ mình ăn thử một miếng nha cả nhà. Cái màu của lá mơ trông rất là đẹp nha, và nước cốt lại sánh như vậy nữa. Thì mình cũng chia ra làm hai phần nước cốt, cả nhà có thể chan vô đây hoặc là mình ăn riêng cũng được. Bánh lá mơ khi mà mình ăn vào thì cái mùi đặc trưng của lá mơ vẫn còn nha cả nhà. Ai mà không quen với cái mùi này chắc là ăn không có được đâu. Nhưng mà ai mà ăn quen rồi thì rất là ngon luôn. Bánh mềm, dai và có cái vị béo béo của nước cốt dừa. Mình cho mè trắng lên thì rất là thơm. Bây giờ thì mình cũng cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình. Và nếu yêu mến kênh của mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký nhé. Để không bỏ lỡ những video sau này của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.